Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài 3, những điều cần biết về bút chì, tiết 3 và tiết 4. Ở tiết học trước, các em đã được học và tìm hiểu về bài những điều cần biết về bút chì. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài đọc nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài của tiết 1 nhé. Những điều cần biết về bút chì. Bút chì có loại lõi cứng, có loại lõi mềm. Bút chì lõi cứng khi viết có nét chữ nhạt, thường để lại vết hằn trên giấy. Bút chì lõi mềm dễ viết nhưng dễ gãy, thường làm nhòe chữ, bẩn giấy. Trên thân bút chì lõi mềm có chữ B, bút chì lõi cứng có chữ HB. Ta cần biết những điều trên để chọn bút. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vào bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập viết. Chúng ta có hai phần. Phần 1 là tô chữ hoa O. Phần 2 là viết câu ong và bướm trắng là đôi bạn thân. Trước tiên, phần tô chữ O hoa, chúng ta lưu ý chữ O hoa có độ cao là 2,5 ly và là một nét cong tròn kín và có nét xoắn ở trong. Ta lưu ý tô theo mẫu. Bây giờ các em lấy vở ô ly, cô đọc các em luyện viết câu này vào vở nhé. Chúng ta cùng nhau viết bài. Lưu ý đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Ong và bướm trắng. Ong và bướm trắng. Ong, bướm trắng. Là đôi bạn thân. Là đôi bạn thân. Ong và bướm trắng là đôi bạn thân. Chấm hết. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần tả nghe viết. Các em sẽ được viết khổ thơ đầu trong bài thơ Trong chiếc cặp của em mà tiết trước các em đã được học. Cô mời các em hãy đọc lại này nhé. Trong chiếc cặp của em, em có nhiều bạn bè, nằm ngoan trong chiếc cặp, gầy nhom là cây thước, thích sạch là thỏi gôm. Như vậy đây là khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trong chiếc cặp của em. Các em lưu ý đây chính là khổ thơ thể thơ 5 chữ và mỗi một khổ thơ có 4 dòng thơ. Và để trình bày được bài thơ này đẹp thì các em cần lưu ý là chúng ta sẽ viết lùi vào hai ô, chúng ta viết đầu bài và cách ra một dòng chúng ta sẽ viết khổ thơ thứ bài thơ này nhé, khổ thơ này nhé. Và lưu ý tất cả các chữ đầu dòng thơ chúng ta viết hoa. Để viết được tốt, các em cần lưu ý một số tiếng từ khó sau. Trong đọc khổ thơ này, chúng ta cần lưu ý tiếng nhiều. Nhờ yêu nhiêu huyền nhiều. Tiếng ngoan. Ngờ oan ngoan. Tiếng ngoan có âm ngờ đứng trước, vần oan đứng sau. Tiếng chiếc. Chờ yếc chiếc sắc chiếc. Tiếng chiếc có âm chờ đứng trước, vần yếc đứng sau, thanh sắc trên ê. Tiếng thước. Thước có âm thờ đứng trước, vần ước đứng sau, thanh sắc trên ơ. Tiếng sạch. Có âm sờ đứng trước, vần ách đứng sau, thanh sắc dưới a. Ta cùng nhau đọc lại những tiếng này nhé. Nhiều. Ngoan. Chiếc. Thước. Sạch. Trước khi chúng ta nghe viết, cô và các em sẽ cùng nhau đọc lại. Trong chiếc cặp của em có nhiều bạn bè, nằm ngoan trong chiếc cặp, gầy nhom là cây thước, thích sạch là thỏi gôm. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần
vào vạo nhé. Các em hãy chuẩn bị vào ô ly, chúng ta cùng bài. Các em lưu ý tất cả các chữ đầu dòng thơ chúng ta viết hoa và lùi vào hai ô so với lề vạo. Ta bắt đầu viết tên đầu bài trước nhé. Trong chiếc cặp. Trong chiếc cặp. Trong chiếc cặp của em. Trong chiếc cặp của em. Đúng dòng, chúng ta cách ra một dòng so mấy đầu bài. Lùi vào hai ô, ta bắt đầu viết thơ. Ta viết dòng thơ thứ nhất. Lưu ý tất cả các dòng thơ chúng ta viết hoa chữ đầu dòng các em nhé. Em có nhiều bạn bè. Em có nhiều. Có nhiều. Bạn bè. Em có nhiều bạn bè. Em có nhiều bạn bè. Xong. Ta vẫn viết thẳng dòng. Nằm ngoan. Nằm ngoan. Nằm ngoan. Trong chiếc cặp. Nằm ngoan trong chiếc cặp. Trong chiếc cặp. Nằm ngoan trong chiếc cặp. Đúng dòng. Dòng thơ thứ ba. Gầy nhom. Gầy nhom. Gầy nhom. Là cây thước. Là cây thước. Gầy nhom. Là cây thước. Gầy nhom là cây thước. Đúng dòng. Thích sạch. Thích sạch. Là thỏi gôm. Thích sạch. Là gôm. Thích sạch là. Thích sạch là thơm. Chấm hết. Các em nghe cô đọc lại bài để xin lỗi nhé. Trong chiếc cặp của em. Em có nhiều bạn bè. Nằm ngoan trong chiếc cặp. Gầy nhom là cây thước. Thích sạch là thỏi gôm. Chấm. Bài trước chúng ta đã biết thỏi gôm chính là thầy. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần làm tập nhé. Phần 3. Yêu cầu như sau. Thay hình ngôi sao bằng chữ cờ hoặc chữ ca. Các em lưu ý ở đây, để điền được chữ cờ hoặc chữ ca vào ngôi sao, các em lưu ý về luật chính tả ghi âm ca. Âm ca đứng trước các nguyên âm I, E và E. Còn lại, các nguyên âm còn lại sẽ đứng trước đó là âm cờ. Vậy bây giờ chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất và cho cô giáo biết đây là cái gì?
Em ạ, à, đây chính là cái kéo đấy. Cái kéo cũng là đồ dùng học tập của học sinh. Khi chúng ta học tập, chúng ta có thể học trong môn thủ công đấy. Và cô giáo sẽ điền chữ K vào chữ kéo vì ở đứng trước nguyên âm đó, nguyên âm E, ta sẽ lựa chọn K. Cái kéo. Và đây là một chiếc bút lông. Ta lưu ý đây là một chiếc lông và cái này nó có ngoài kim. Chiếc bút này có ngòi kim, do đó chúng ta sẽ lựa chọn chữ K để chúng ta điền vào chữ kim. Vì đứng trước nguyên âm Y, chúng ta lựa chọn K. Bút lông kim. Tiếp theo, chúng ta quan sát bức tranh thứ 3. Ta quan sát bức tranh thứ 3 và cho cô đây là cái gì? À các em ạ, đây chính là cái hộp để đựng bút đấy. Và khi đựng bút vào thì chúng ta vào trong các cái lỗ bút này các em nhé. Và cô giáo sẽ điền chữ cờ vào đây để đựng hộp cắm bút. Ta cùng nhau đọc lại các từ này. Cái kéo, bút lông kim, hộp cắm bút. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập 4. Hay hình ngôi sao bằng vần ao hoặc vần ao. Bây giờ chúng ta quan sát bức tranh thứ nhất. Em thấy bạn nhỏ này đang làm gì? À các em ạ, ta quan sát thấy đây là hình ảnh bạn nhỏ đang lau bảng đấy. Và đây cô giáo sẽ điền vào ngôi sao này, vần ao, lau bảng. Sau bức tranh thứ hai, các em quan sát thấy hai bạn đang làm gì nhỉ? À các em ạ, chúng ta thấy hai bạn đang mở sách giáo khoa ra đấy. Và ở đây ta sẽ điền vần ao vào được từ là mở sách giáo khoa, tiếng giáo chúng ta ao. Và bức tranh thứ ba đó là hình ảnh nhỏ đang ngồi tô con tô màu đấy các em ạ, màu con búp bê. Búp bê này có mặt màu xoăn. Sau đó là cô giáo chọn vần ao để điền vào đây. Tô màu. Tô màu búp bê tóc xoăn. Ta cùng nhau đọc lại các từ này. Lau bảng. Mở sách giáo khoa. Tô màu búp bê tóc xoăn. Như vậy cô trò chúng ta đã hoàn thành xong hai bài tập. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần 5. Nói lời cảm ơn khi bạn cho em mượn đồ dùng học tập. Các em ạ, trong cuộc sống của chúng ta có đôi lúc chúng ta phải mượn đồ dùng của một ai đó hoặc là chúng ta có thể mượn đồ dùng học tập của bạn bè bạn mình. Vậy thì khi bạn cho mượn, ta sẽ phải nói như thế nào? Giờ các em hãy quan sát. Đây chính là hình ảnh bạn nam đang cho một bạn nữ mượn bút chì đấy các em ạ. Chì màu. Và các em đoán xem bạn nữ sẽ nói gì nhỉ? Thì được bạn nam cho mượn thì nữ có thể nói là tớ cảm ơn cậu đã cho tớ mượn bút, hoặc là mình cảm ơn cậu nhiều nhé. Có rất là nhiều cách nói lời cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình đấy các em ạ. Và các em khi được bạn cảm ơn như thế thì chúng ta sẽ nói như thế nào? À, bạn nam đã nói là không có gì, cậu cứ dùng tự nhiên. Hoặc là chúng ta có thể đáp lại là gì, không có gì, chúng mình là bạn bè mà. Chúng ta được người khác mượn, chúng ta phải biết nói lời cảm ơn. Và khi chúng ta thấy có bạn cảm ơn mình thì mình cũng phải biết đáp lại lời cảm ơn của bạn. Như vậy ở bài tập số 5 các em đã biết nói lời cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn rồi đấy. Tiếp tục bây giờ chúng ta chuyển sang phần viết vào vở nội dung em vừa nói nhé. Ta sẽ cùng nhau luyện viết hai câu sau. Tớ cảm ơn cậu đã cho tớ mượn bút. Câu thứ hai, cảm ơn cậu rất nhiều. Như vậy chúng ta có thể đây là hai cái một trong hai, chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai câu này. Ta đáp lại cái lời
cái là việc làm của bạn khi bạn cho bạn mình mượn đồ dùng đấy. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết hai lời cảm ơn này vào vở nhé. Em hãy mở vở. Câu thứ nhất, tớ cảm ơn cậu. Tớ cảm ơn cậu. Tớ cảm đã cho tớ. Đã cho tớ. Đã cho tớ mượn bút. Đã cho tớ mượn bút. Đã cho tớ mượn bút. Chấm. Câu thứ hai. Cảm ơn cậu rất nhiều. 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 Ăn. Như vậy cô và các em cùng nhau hoàn thành xong phần viết chung em vừa nói. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần mở rộng. Vẽ chiếc cặp hoặc ba lô của em và đặt tên cho bức vẽ. Các em ạ, trong cặp của chúng ta thì có rất là nhiều những cái đồ dùng học tập. Ta có thể vẽ chiếc cặp ba lô vì chiếc cặp và chiếc ba lô là phương tiện mà chúng ta không thể thiếu khi lớp học. Ai cũng có phải có một cặp hoặc một ba lô để vậy chúng ta hãy vẽ về chiếc cặp của mình, ta giới thiệu với tên cho cái đó. Ta vẽ chiếc cặp thì cặp của em, chiếc ba lô thì là ba lô thân quen hoặc người bạn thân của tôi chẳng hạn, chiếc ba lô hoặc chiếc cặp của mình dùng các em nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Ái chào tạm biệt các em. Các em chăm ngoan giỏi. Và hẹn gặp lại các em sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để